Nếu như tại thời điểm bây giờ, nếu các bác đang quan tâm tới những cái sản phẩm xe sedan hạng C thì tại đơn vị của em Cảnh đang có rất nhiều những sự lựa chọn. Và ngày hôm nay trong clip này em xin phép được giới thiệu với anh chị những chiếc xe đa dạng về màu sắc, đầy đủ các màu sắc chính trên thị trường, rất là đẹp, rất là hot hit. Và menu ngày nay chúng ta sẽ có gì nào? Hôm nay thì em có một khu vực Mazda 3 và một khu vực các mẫu xe đến từ thương hiệu Kia. Và những cái mẫu xe này cạnh tranh trực tiếp với nhau, cạnh tranh trực tiếp với nhau anh chị nhá. Với Mazda 3 thì chúng ta sẽ có một cái nét đẹp rất là mềm mại đúng không? Còn với Kia thì chúng ta hay nhắc tới là những thiết kế nó rất là nam tính, thể thao. Thì em xin phép được giới thiệu cho anh chị với khu vực xe Kia trước đi. Ba chiếc xe này chúng ta để nhìn này, trắng, đen và đỏ. Đó là những cái màu sắc chính cực kỳ là hot trên thị trường. Và đây là bảng màu chính của nhà xuất đưa ra anh chị nhá. Chiếc xe màu trắng này và chiếc xe màu đỏ của em đều là sản xuất năm 2021. Còn với chiếc xe màu đen này thì chiếc xe này của em được sản xuất năm 2020. Và cả bộ ba này là những cái xe được trang bị full về công nghệ, nó là bản 2.0 Pre anh chị nhá. Còn với nhà xuất đưa ra thì chúng ta sẽ có 3 phiên bản chính, đó là bản Deluxe 1.6, 1.6 Luxury và bản cao cấp nhất đó là bản 2.0 Pre. Rồi ạ. Bản 2.0 Pre này thì nó sẽ có phần khác biệt hơn. Đó là sao? Đó là cái khu vực ghế lái, cái nội thất của xe và hệ thống phần trần của xe được trang bị là nội thất màu đen. Thì chúng ta có thể nhìn qua cho em. Đây ạ. Nội thất của xe nó sẽ là nội thất màu đen anh chị nhá. Đây ạ. Màu đỏ, viền đỏ kết hợp với màu chính là màu đen giúp cho cái khu vực khoang nội thất của xe nhìn trông nó sẽ có phần thể thao, nó khỏe đúng không anh chị? Và đặc biệt thì bác chủ, người chủ cũ của cái xe này thì đã trang bị rất là nhiều cái điểm chi tiết bảo vệ bề mặt nhựa cũng như là bảo vệ về cái khu vực chúng ta hay bước lên bước xuống hàng ngày. Và ngoại thất của xe đây thì cũng trang bị rất là nhiều cái option nhá. Mang cá này, ôm tay nắm cửa này, ôm nắp bình xăng này, dè mưa đó. Còn khu vực màn hình của xe cũng có trang bị rồi, cũng như là lipo thể thao, anh chị nhá. Đó, lipo đôi thể thao rất là cá tính. Và cái giá trị của xe thì sẽ không cộng thêm những cái chi phí phụ kiện này đâu, mà mức giá em đưa ra một con số đâu đó khoảng tầm trên 550 triệu. Đó là những cái sản phẩm đời 2021 anh chị nhá. Còn với em này của em là sản xuất năm 2020. Đặc biệt thì bác chủ cũng có trang bị là màn hình đi kèm cam 360. Bác chủ đã có trang bị màn hình Android và đi kèm là cam 360. Thế nên là chúng ta đã có một cái khoản chi phí được tiết kiệm và sẵn xe để sử dụng nha anh chị nhá. Rồi ạ. Mâm lốp của xe thì em này đã được trang bị một cái dàn vỏ là Michelin êm ái hơn, cũng như là giảm thiểu cái tiếng ồn dội vào trong khoang nội thất của xe. Cái này thì coi như là bác nào mà sở hữu xe thì cũng đã tiết kiệm một khoản chi phí đâu đó khoảng tầm trên dưới 20 triệu rồi, là các bác đã gọi là mua rẻ hơn so với thị trường chung rồi anh chị nhá. Còn với em này, của em là sản xuất năm 2021, màu trắng này thì bác chủ đến từ mảnh đất Hưng Yên đã nhượng lại chiếc xe này cho em, rất là đẹp. Xe thì chạy được đâu đó khoảng tầm 3 vạn cây thôi anh chị nhá. Và cái mức giá cũng chỉ loanh quanh khoảng tầm trên 550 triệu. Em này thì đâu đó khoảng tầm trên 500 anh chị nhá, trên 500. Và con số cụ thể như nào thì hy vọng là anh chị liên hệ trực tiếp cho em Cảnh để có thể tham chiếu và cân đối cũng như là chốt mức giá tốt nhất. Rồi ạ, ba chiếc xe mang dáng thể thao thì chúng ta phải ngó qua, lướt qua một chút, dừng lại đây cho em với những cái sản phẩm mềm mại, thiết kế đẹp và có một cái nét rất là tương lai. Mazda 3, một đôi này của em màu xám và màu nâu. Thì cặp đôi này của em là sản xuất năm 2019, nhá. Và đặc biệt trên thế hệ năm 2019, ghế lái được trang bị ghế điện, rồi. Xe này màu xám này của em mang biển kiểm soát Hà Nội này, chạy được đâu đó khoảng tầm trên 3 vạn cây. Chiếc xe màu nâu thì đã lăn bánh được đâu đó khoảng tầm trên 4 vạn anh chị nhá. Còn với màu đỏ này của em sản xuất năm 2018, máy 1.5, thì em này thì đã lăn bánh được khoảng tầm trên 4 vạn cây rồi. Nhưng chiếc xe đã được bác chủ chăm chút rất là cẩn thận, thế nên là bề mặt ghế nội thất của xe nó còn rất là ổn định nha anh chị nhá. Cái điểm cộng cho Mazda 3
thế hệ facelift là gì? Đó là cái khu vực trung tâm, nó là cái khu vực mà sẽ thể hiện cái độ tinh chỉnh, cái độ hoàn thiện, là khu vực phanh thanh điện tử của xe đây. Các bác có thể nhìn thấy này, xe được trang bị cũng khá đầy đủ về các tính năng lấy chuyển số thể thao, ga tự động, có gọi là trang bị phanh thanh điện tử. Thế nên là về cái khu vực trung tâm chúng ta nhìn qua nó sẽ rất là hài hòa, rất là ưa nick mắt anh chị nhá. Còn với ba cái tông màu này thì các bác có thể đánh giá xem màu nào phù hợp với bản mệnh, cũng như là phù hợp với cá tính của chúng ta có thể lựa chọn được. Và với những cái xe đời 2019 này thì em đang chào bán với khuôn tiền có khoảng tầm nhỉnh hơn 500. Còn với M18 này thì mức giá hiện tại bây giờ đâu đó khoảng tầm trên 470 triệu anh chị nhá, trên 470 triệu. Chúng ta có thể cân đối và xem cái sản phẩm nào phù hợp, có thể lựa chọn và nhắn tin qua Zalo cho em. Cái số điện thoại của em sẽ để phần mô tả ở trên góc màn hình này, thì các bác có thể kết nối và liên hệ trực tiếp số điện thoại của em Cảnh nhá, để em Cảnh có thể gửi cho mọi người thông tin. Ok, cảm ơn các bác, cảm ơn anh chị đã xem video này của em, và mọi người thấy chiếc xe phù hợp thì có thể kết nối qua cho em để em gửi thông tin cho anh chị. Em Cảnh xin cảm ơn mọi người.